Nếu anh tóc phát khởi thì chúng ta có thể tắt giờ phải như cao. Có thể đổi đi. Có thể chúng ta sẽ cắt. Ở đây phần B chúng ta sẽ chia một nửa ra. Chúng ta sẽ cắt điểm cửa. Nếu các bạn nào mà đang nhiều tay ấy, thì các bạn sẽ hạ cái độ thấp của cái đấy để cắt nhé, các bạn sẽ cắt nhé. Mà làm nhiều tay thì nên hạ xuống là các điểm chuẩn trước, sau rồi là cắt tầng nữa nhé mọi người. Phần này chúng ta sẽ chia phong độ. Phần này chúng ta sẽ chia phong độ. Phần này phong độ chúng ta chia ra. Chúng ta hạ xuống. Chúng ta cắt để lấy được chuẩn. Và chúng ta cũng sẽ lâm 45 độ. Tiếp này, phần này lửa V còn lại chúng ta lâm không độ cắt. Cắt theo điểm chuẩn. Tiếp. Nhìn rõ không? Có. Quay được rõ nhé, đừng để nó bị chạy khung hình nhé. Khung hình phải nằm ở giữa. Rồi. Hạ thấp xuống thì đi. Tiếp này. Tiếp ạ. Phần này ạ. Chia ra. Chia lốt phần B còn lại. Hạ cái phần này xuống nhé. Các cái điểm chuẩn. Thực ra cái nhọn nhiều là út là do chúng ta. Còn những cái ứng dụng thì nó chỉ cần như thế này thôi các bạn.
còn những cái chơi chơi mà kiểu dạng chất chất để chúng ta chụp hình ấy thì nó sẽ dài hơn, nhưng mà sau khi chụp hình xong thì thường là chúng ta cắt bỏ. Bên này là phần ngắn ấy, bên này là phần mỏng ấy, hết bên kia nữa. Anh cắt ngắn luôn, bên ngắn này làm chút đấy, bên này một chút đấy, hơi chanh thôi. Chúng ta sẽ với những khách công sở thì lâu lắm ấy, các bạn có thể thay đổi một chút cho khách hàng mà có độ chênh lệch một chút xíu thôi, đâu đó chênh lệch khoảng một đốt ngón tay thôi, không cộng với việc là khách hàng họ vén tay lên nữa thì nó sẽ nhắm lên một cách điều này. Chạy xong nhiều rồi anh ạ. Để quay lại cho nó khỏe. Phá hoa. Quay đi chỉnh hình nhé. Chỉnh hướng chuẩn đi. Ở đây chúng ta cũng đi theo điểm chuẩn khoảng dưới ạ. Chia ra, các lớp của ta chia đều ra nhé. Tiếp theo quay ghế anh. Mình xin nước anh nhỉ? Mình xin nước của anh đâu rồi? Anh giấu anh lại đi tìm. Biết rồi. Chia. Chia ra. Chia đôi cái phần này ra. Hạ của một số khác. Chúng ta hạ phần này xuống tắt. Nếu tóc này hơi dài thì chúng ta sẽ chia ra này. Hạ xuống tắt. Bên này chúng ta sẽ tắt dài hơn bên kia một chút xí để tạo một sự chênh lệch một chút xí nữa. Khi cắt xong rồi tóc nó sẽ có cái độ chạy, nó sẽ chạy xuyên từ trên đỉnh này chạy xuống đây. Tương tự lấy điểm chuẩn, chạy tới điểm chuẩn được không? Phần này chúng ta sẽ nâng không độ và đi ra điểm chuẩn. Anh dập phồng bằng thuốc gì ạ? Mình dập phồng thì mình dập bằng thuốc nước của cầm oxy. Tiếp này. Chia này. Chúng ta chia xuyên một đường xuống đây. Chia xuyên một đường xuống. Đi ra được khỏi. Ở đây chúng ta sẽ cắt đỉnh hơn bên kia, dài hơn một chút ạ. Cái này mình làm phồng chân trước mới cắt uốn đúng không anh? À, đúng rồi. À, mình nếu các bạn muốn chuẩn ấy, thì hãy làm phồng trước rồi hãng cắt. Còn nếu các bạn mà cắt xong ấy, các bạn làm phồng ấy, thì chắc chắn là nó co. Cái này thì các bạn tự hiểu nhé. Còn ai mà làm ẩu thì các bạn có thể làm theo phương pháp là cắt xong rồi dập xong rồi là mềm hóa uốn luôn. Đấy là ẩu. Bởi vì là tóc các bạn cắt thì nó phải theo điểm theo tiêu chuẩn. Ăn tiêu chuẩn thì nó không được phép co. Còn nếu các bạn làm như thì vẫn được, nhưng mà cái tỷ lệ chuẩn nó sẽ không cao. Nó không thể chuẩn bằng cái việc mà chúng ta dập được. Chúng ta làm phồng trước
xong rồi chúng ta cắt, chúng ta kéo nhẹ tay thì nó rơi đúng vị trí. Cái này là người bình thường cũng có thể là tư duy được. Khi cắt người tóc gập phồng thì các bạn đừng có kéo căng quá. Nó có bị sát quá. Quay lùi lại đi em, quay sát quá. Đừng sát quá, khó nhìn. Uốn làm phồng xong cắt cũng ok mà. Ý là uốn làm phồng xong cắt thì cũng ok mà. Thì làm phồng xong cắt thì nó sẽ tốt nhất. Còn bạn bạn mà cắt chuẩn rồi ấy, đúng form chuẩn, rơi đúng vị trí từ cm 1 mà bạn dập phát là nó co lên thì cái đấy thì bạn sẽ tự hiểu. Còn tất nhiên là vẫn được thôi. Vẫn được. Hello, anh nhưng mà mình đang nói là cái tiêu chuẩn 100%, còn tiêu chuẩn không phải 100% thì nó cũng chẳng sao. Nhưng mà nó gặp nhiều quá mà các không chuẩn, không kéo thì nó sẽ bị vẩy, nó bị co, nó sẽ không chạy được. Tức là cái lớp của nó không được nhịp, không được xếp lớp chuẩn. Ở đây chúng ta sẽ chia ra. Ở đây chúng ta sẽ em đứng này, đứng theo đứng này đứng như này, còn em đứng ở đây để xem việc khác. À, nếu như khách hàng này là khách trung tuổi, nhiều tuổi một chút có thể cắt này cao hơn. Nhưng mà ở đây khách hàng là khách tuổi vẫn còn 18, thế chúng ta cắt cho nó nhẹ nhàng thôi. Đó còn kia lắm. Đang bảo là mày cắt làm sao chị có người yêu rồi. Mặc dù chị ba con rồi. Chị người yêu. Yêu ai cũng đều đủ vợ thôi. Đều đi vợ con, à chồng con ngăn cản. Năm chục. Cắt tóc kiêm nhổ tóc bạc luôn. Quá xịn. Tiếp ạ. Tầm này thì các bạn muốn vòng bay thì cắt được 45 độ. Còn nếu mà muốn nó bay hơn thì cắt 75. Nhưng mà 75 thì nó sẽ bay rất là mạnh. Nó sẽ đồng nghĩa việc là nó sẽ hơi dài, nó hơi sang. Của tép nó bay rất là mạnh luôn. Thì muốn nhiều tép. Độ tuổi 4X 3X cắt 45 tầm này. 4X cắt 75 5X, 6X cắt 90, 75 đến 90 đều. Lúc đó các bạn muốn tép nó sẽ ra rất nhiều tép, rất nhiều mọc, đấy là gì mà. Cắt để tạo ra tép nó rất dễ. Cắt để tạo tầng lớp tạo ra tép là một. Thứ hai, tỉa để tạo ra tép. Ngày xưa mình cắt mình tạo tép rất nhiều, nhưng mà mình thấy là bây giờ là tạo tép nhiều thì nhìn nó hơi nhừ. Khách hàng của mình thì họ không thích nữa rồi. Mà nên là bây giờ mình cắt để gọi là bay mịn thôi. Còn tạo tép rất là dễ. Anh vừa nãy like không đấy ạ. Ở đâu? Con này. Tóc này cắt xong có uốn không anh? Có nhé. Hello anh Tường Dương nhé. 100 cắt 360 độ. Khách 100 tuổi ạ hả? Còn lại không khai báo đúng không? Có, khai rồi. À, khai rồi. Tay anh khai rồi. Chuông khai rồi, nó bị gậy rồi. Không khai rồi mà. Anh bấm vào cái phần cài đặt cái chấm cuối cùng ấy. Anh bấm vào gạt sang bên rồi chấm chấm 2 chấm ở dưới. Đúng không? Thấy anh vừa đang ngăn lên tận máy trong rồi. Hôm nay chủ nhật thì không có đường người xe đâu. Ông anh này giống ông anh này phong cách giống ông thầy tôi ở ngã tư Sở. Ai?
cái này tiếp này. Phong cách bling nhỉ anh. Ở đây chúng ta phải chia chéo nhé mọi người. Mọi người cầm gì ấy, mọi người cứ comment nhé. Nếu mà cầm camera, cầm quay như nào mà cứ comment nhé. Các bạn cứ comment gắt gắt thì biết được. Để cho tập trung vào nhé. Anh biết anh Thịnh Maliver không? Anh có nghe tên đấy thôi chứ anh cũng chưa gặp. Cắt kiểu này có phải uốn không anh? Cắt kiểu này á? Cắt kiểu nào cũng phải uốn nhé. Các kiểu nào phải uốn thì khách hàng mới đẹp và salon mới tồn tại. Bất kể kiểu nào cắt đều phải uốn hết. Đúng không rồi? Cắt mà không uốn là chết. Tiếp ạ, thần đỉnh, chúng ta cắt. Thần đỉnh, chúng ta kéo lại sang. Chúng ta kéo chúng ta kéo lệch sang này, lệch đứng cho đây này, chúng ta kéo lệch sang không độ để chúng ta cắt nhé, cắt bỏ điểm chuẩn, ta cắt bỏ cái điểm thừa này, để khi mà chúng ta vén tóc sang ấy nó không bị rơi thừa ra nhé. Với những cái phần chúng ta cắt hơi lệch, chúng ta phải kéo sang, sau đó là chúng ta cắt đưa lên cao để cắt 45 độ, ngoại bó ngọc để tạo được bay cho mái tóc. Đây chúng ta cần thoát giá. Thì anh rảnh vào tường em trước quả chân mềm quá bát yếu và tóc khỏe. Ôi, quá sao rồi? Ý là chân mềm hóa khỏe và yếu và khỏe hả? Xem ok không anh? Quá hôm okay. Qua thì này. Hôm qua khẩn có được không em? Hôm qua các cụ có cứu không? Thường đang dùng có dùng Evita không? Dùng Evita thì anh đi check, còn dùng cái khác thì có check được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tỉa nhé mọi người. Tỉa xong thì chúng ta sẽ vào thuốc để chống lại. Anh em nhà mình có muốn xem công đoạn uốn cái mái tóc này không ạ? Đây chúng ta sẽ giữ nguyên độ dài thì chúng ta sẽ kéo lại nhiều. Giữ nguyên độ dài mà muốn tạo được bay thì chúng ta sẽ kéo lệch nhiều nữa. Nó sẽ kéo lệch nhiều cái phần này đi. Thì nó sẽ giữ được độ dài ở đây. Và khi cắt xong này thì chúng ta nâng lên 90. Qua vào keratin thì anh niên nào mà nó vào thuốc như vậy đấy hả? Được. Bạn cậu nào của em ấy. Các bạn là tôi chia sẻ với các bạn này. Các bạn là thợ ấy, các bạn phải cố gắng nghe sếp mình 100% vào. Bởi vì bạn giỏi bạn phải làm thuốc. Đúng không ạ? Thế nên là sáng tạo, hãy khi sáng tạo thì các bạn hãy hỏi sếp của mình trước, đặt ý kiến trước. Bởi vì sao? Cái thằng thông minh ấy là nó cứ follow theo 100% cái thằng làm giỏi, cái thằng nào làm sếp mình, nào cấp trên mình sẽ follow, bởi vì mình mà thông minh hơn nó mình ở vị trí khác rồi, đúng không? Em đau đầu quá. Còn các bạn không nghe, các bạn mà không nghe một phần trong đấy, các bạn sẽ rơi vào cái vòng gì đấy, vào cái chân dự bị, vào cái vòng mà sẽ bị tối ưu. Thời này ai tối ưu tốt người đấy sống, ai tối ưu không tốt người đấy chết. Nên là các bạn làm thợ, các bạn cũng phải cố gắng tối ưu gì ạ? Tối ưu tiền bạc, tối ưu sản phẩm, tối ưu thời gian cho khách hàng làm. Và tối ưu cả cái sự mất mát của salon. Vì nếu các bạn không tối ưu ấy, thì bạn sẽ rơi vào vòng tối ưu. Bạn sẽ được xếp vào danh sách là cần phải tối ưu cho salon của mình. Đấy là cái điều nguy hiểm. Hôm trước, phải vào sức khỏe, có chân nó vào sát ra đầu. Các bạn làm việc mà các bạn chẳng tập trung, bạn làm cứ sai xong đến lúc người ta đuổi việc đi nói xấu người ta. Bạn không đủ trình độ để làm thì bạn phải chấp nhận. Tóc này muốn anh đi chụp bao nhiêu? Bây giờ các bạn làm cứ ẩu quá là chết.
xong rồi là cứ bảo là tại sao sếp lại tối ưu em. Bên công ty nhà chị có danh sách nhân viên được tối ưu không? Có chứ đúng không? Thời này mà không tối ưu thì chết. Không phải người ta muốn tối ưu đâu, mà tại các bạn cứ dồn họ vào cái thời điểm tối ưu. Nhiều người bảo là quay đằng sau em. Nhiều người cứ bảo là gì? Nhiều người cứ bảo là đi làm ở đây lương thấp. Tôi hỏi là chính vì ta tuyển những người nhân viên như bạn lương mới thấp, bởi vì bạn làm không tốt. Còn những người mà nhân viên giỏi không bao giờ trách móc, và họ chỉ cần biết rằng là họ đã làm tốt chưa cho khách chưa, họ đã phát triển được cái ngưỡng khách hàng mà người ta giao cho chưa, họ đã biết tìm kiếm khách hàng chưa. Nhưng mà chúng ta chẳng chịu học điều đó, chúng ta chẳng làm điều đó. Sếp thì bảo là mình cứ ngồi được mặt đợi khách, chịu đi đâu á, đưa chủ vào không thẳng. Cho nên các bạn đừng bao giờ trách sếp của mình nếu các bạn bị đuổi việc. Các bạn đừng bao giờ trách sếp của mình nếu các bạn nhân viên, nếu như các bạn mà lương thấp. Trách mình trước ạ. Có thật, những người bản lĩnh nhé, ở đậu sống. Ngày xưa nhé, ngày xưa cái này rất là thực tế nhé. Em đi làm nhé, ngày xưa lúc mà em có từng cứu một người, em đi xin ở những nơi mà đang khó khăn nhất. Em nhớ là em làm ở một trong bốn bảy công việc trộn đằng sau trộn nghĩa tầng. Em tìm cái nơi nào mà đang chết, em đến em cứu sống cái cửa hàng. Thế là em biết bản lĩnh của em đâu và kiến thức và tay nghề của em đâu. Chứ còn nhảy vào mấy sân đông lớn để làm cho nó làm đơn khách, trong đấy cũng về nhà ảo thử sức mạnh tưởng là mình cứu khách. Nhưng thực ra là khách người ta mang về nhưng mà khách của mình. Nhưng mà chúng ta hay ảo cái điều đó. Còn thực tế là gì? Chúng ta tìm đến cái lời ấy, nó đang khó khăn đấy để giúp cái lời đấy phát triển. Đấy mới là những người có thể thành công được. Bởi vì lúc đó mình biết được mình xoay sở như nào. Chứ bây giờ nhảy vào cái chỗ ăn sẵn xong cứ bảo là ê, đi khoe doanh thu của mình cao, thực ra là khách người ta mang về mà. Người ta chạy quảng cáo người ta mang về, khách người ta có sẵn rồi, mình lại cứ hơi ảo. Chú áp tiền mọi người. Đây là tôi chia sẻ thật đấy, mất lòng ai thì chấp nhận. Bởi vì những cái câu nói của tôi mất lòng toàn mất lòng mấy cái người yếu kém. Có những người giỏi thì họ rất thích. Có những người mà tôi nói như thế thôi. Nói quá là người ta nói quá ở khi là người ta khi đang sốc, chẳng lẽ đang sốc mất. Anh Công thường hỏi kiểu này kiểu gì vậy thầy? Ở đây là mẫu bốp nhé. Nó là mẫu bốp thôi. Nhưng mà bốp này là chúng ta sẽ cắt tam giác ở phần dưới. Ở phần trên thì chúng ta sẽ cắt vuông. Vui em ơi, anh sắp lên rồi đó. Ok anh, em vẫn ngồi đây đợi anh từ chiều. Anh thằn lằn bảo anh sắp lên rồi đó. Ok ra. Lấy cho anh thức uống rồi em ơi. Lên lời cao em cũng nên lên thơ. Thơ chứ tình. Ở đây chúng ta sẽ tỉa môi nhé. Chúng ta sẽ tỉa môi. Tỉa môi để giữ nguyên cái khung hình. Có cắt thì có 8 mặt cắt. Có tỉa thì có 7 cách tỉa. Nhá. Tỉa tóc, cắt tóc là có 8 mặt. Còn cách tỉa thì sẽ có 7 cách tỉa. Tí thầy lưu lại phát trực tiếp này nha thầy. Nãy em vào hơi muộn. Ở sang bên đấy nhá, sang bên phở nhá. Bên bên phết ấy. Anh lưu ở bên phết, cái phết chia sẻ của anh ấy. Sao anh không sấy khô rồi tỉa? Anh cái... tối ưu với thời gian. Không cần phải sấy khô đâu. Còn nếu mà các bạn yếu thì các bạn có thể sấy khô, nhưng với tớ thì tớ không cần. Sấy khô thì tỉa xong khách đi về anh ạ. Đúng rồi. Anh em có thể cho người ta cho biết lý do là tại sao mà tôi không sấy khô mà. Bởi vì mấy lần tôi nghe các bạn rồi, tôi chiều các bạn nhưng tôi cuốn nặng luôn các bạn. Tôi lại phải mỏi mồm để bảo khách là chị muốn đi. Tỉa chúng ta tỉa 2/3 độ dài nha. Học viên nhà em học xong khóa ngắn chuyên sâu 4 ngày về cứ bắt là cứ bắt đền thầy là bắt tại thầy, bởi vì học xong là về cắt xong rồi khách không muốn nữa. Bây giờ theo mọi người nên xử lý nào trường hợp này? Tôi đã chị là khách làm bắt đền bao lâu? Học xong lại đi bắt đền thầy.
mở nhạc nhỏ đây em ơi. Anh hôm nay mở nhạc vậy thôi không lời đi. Đúng rồi. Hoặc là cái động tác xù nó chưa xuống. Đúng rồi. Thường thì mình cắt đến lần thứ ba là bắt đầu mình uốn lại mọi người nhé. Trung bình cứ tóc ngắn đấy. Nói chung là muốn đẹp thì mình sẽ uốn khoảng 3-4 tháng một lần. Được tốt thì các bạn nên học về tóc ngắn. Tóc ngắn ấy, khách hàng mà chơi tóc ngắn ấy, họ sẽ bền hơn rất nhiều. Đặc biệt những người tóc ngắn là tôi thấy là họ giàu ấy. Thật sự giàu ở đây tại sao mà tôi thấy là họ giàu ấy? Bởi vì người ta cứ tiêu tiền cho tôi nhiều tức là giàu. Còn cái người tiêu tiền tôi ít, tôi có biết nhà họ kết sắt bao tiền không? Nhưng tôi thấy tóc ngắn là cứ đến nhiều là tôi thấy người ta giàu. Đúng rồi. Nhiều tiền. Tóc ngắn ấy, cứ trung bình tháng rưỡi là sẽ đi cắt một lần. Tóc ngắn một năm, hai năm. Nhưng mà nên thế chị ạ, nên thế. Thường tóc dài sẽ là 2-3 lần. Đến cái xe mình đi hàng ngày mình còn phải bảo dưỡng đúng không chị? Nên người là cứ phải đi làm đẹp. Hello anh Tài Rezi, toàn vào lúc anh cắt xong. Mọi người có thể là qua phở để xem những cái bài cắt lưu lại nhé. Mọi người có thể vào nhóm online của mình cũng học cũng được. Tại vì mình có nhóm online học riêng nhé. Với anh em nào mà muốn học chi tiết thì mỉ ấy, trong đấy cũng có hết. Từng lời, từng câu, từng chữ ở trong đấy có hết nhé. Thật các bạn cứ học, các bạn cứ làm tốt, nó ngon lên rồi các bạn làm một vài chương trình cái. Nói thật chứ làm chương trình khách quen của bạn mà người ta ưng bạn rồi thì người ta sẽ thích ngay, người ta sẽ quay về ngay. Nhiều khi chúng ta làm khuyến mãi nhưng mà khách không đến thì phải xem lại cái tay nghề của mình nó thế nào. Nhiều khi chúng ta cứ bảo làm không hiệu quả, thực ra là phải xem lại cái sản phẩm của mình nó có tốt không. Có những sản phẩm chúng ta cho không, khách hàng không dùng. Sạch mà. Tôi mờ mờ. Hôm trước có một bạn hỏi là bảo mình là sao em làm chương trình nó không hiệu quả. Anh trong đó là mình vào mình xem ấy, kênh ấy thì mình thấy cửa hàng nó không đẹp là một. Thứ hai là tác phẩm không ok. Tôi sẽ bảo là thế mày thử làm miễn phí xem sao. Nếu mà làm miễn phí mà khách hàng không làm thì tôi sẽ phải dẹp cửa hàng đi cho nhanh. Đúng không chị? Bởi vì làm miễn phí người ta còn không dùng thế thì mình dẹp đi cho nó nhanh. Đi làm thuê đi học thêm làm thuê đi. Đấy, sự thật thì nó là như vậy. Chứ bây giờ bảo làm miễn phí mà khách hàng không đến ấy, thì nó là có đoạn là vấn đề ngay. Đúng rồi, miễn phí mà không đến thì mất tiền rồi sao đến. Anh ơi, tóc này hơi bông phải không anh? Không, tóc này rất bông. Bông lắm. Khô là nó bông, đây là tóc này nó nãy ướt thì thế thôi, tóc này bông là mọi người. Bông nên sợi tóc lại còn chất tóc này là chất tóc khô, sợi bông. Dày mọi người thấy dày không ạ? Thì các bố sẽ sử dụng nó là kỹ thuật mình sẽ muốn mượt và cong thì chúng ta sẽ mềm hóa. Mình sẽ mềm hóa và chúng ta sẽ ép cục phồng. Vậy chúng ta sẽ ép cục phồng thì nó sẽ cục phồng thì nó mềm mượt mịn hơn. Là cuốn ấy thì nó sẽ có một cái độ phồng và nó có một cái độ ấy hơn, một cái độ phồng hơn. Nhưng mà mình cắt ngắn bài này mình cắt ngắn thì mình sẽ ép phục phồng vẫn sẽ tạo cái số được đấy. Một 154 anh chị em cho em xin một quả tim với ạ mọi người ơi. Sao bắt có tận 154 người? Tôi chỉ mong cái loại này có 14 người xem thôi. Hôm nay chủ nhật anh chị em nhà mình cũng khá là rảnh nhỉ. 1.500 anh em anh ạ. Nhiều người không tốt một chút nào. Thôi qua mệt lắm rồi anh. Qua chắc đông khách. Mọi người chắc làm vào chiều và đêm đúng không? Hôm qua tối làm cũng đến rồi. 9 giờ, 9 rưỡi, 10 giờ.
cắt tóc tém với nhuộm thời trang phí như nào vậy anh? Thì là cắt tóc tém ấy với nhuộm màu ấy là chi phí như thế nào? Có gì inbox nhá. Ở trên này thì có gì mọi người cần gì bằng inbox. Lấy cho anh xe thuốc của em ơi. Vâng, bây giờ tém nhà em ấy, anh Dũng cắt tóc. Đúng anh Chiến à. Chị nhá. Chị lưu ý trước khi đi cắt tóc tém ở bên này là sợ làm nghiện. Ok chị nha, một lát nữa thì em sẽ check cái bút của chị nhá. Đây là thẻ dáng mọi người. Thẻ dáng ạ. Riêng dáng tém thì chị hoàn toàn là yên tâm rồi. Chuẩn và mỹ nhá. Tỉa vừa đủ thôi, thì nữa chúng ta làm sao thì nó tỉa thoát lại một chút, vuốt lại một chút là ok. Tóc này thì với độ ngắn như này thì các bạn từng cuốn và các bạn hãy mềm hóa đạt của cuốn nhưng là phủ ép phủ. Bây giờ tôi sẽ làm trực tiếp cho mọi người xem. Vẫn mềm hóa 10 phút chứ anh? Không,